cùng mình mở hộp tai nghe mới nhất của Sennheiser Accentum. Đây là mẫu tai nghe mới vừa ra mắt của Sennheiser có tên là Accentum Wireless. Trong hộp thì có một tai nghe, bên dưới có một dây cáp tai C và một hướng dẫn sử dụng nhanh. Đây là phiên bản màu đen, cá tính, thiết kế nhắm mang lại một hơi hướng hiện đại, phong cách. Accentum sử dụng nhựa cao cấp, cầm nắm khá là chắc tay, bẻ, uốn tai nghe nhưng vẫn không xi nhê gì. Phần y vách của tai nghe được làm bằng cao su non, headband mềm mịn có thiết kế over ear, bao trọn cả lỗ tai, tránh việc tai bị đâm nhức khi mang trong khoảng thời gian dài. Kế bên của driver là phần thay đổi kích cỡ của tai nghe, kéo ra, đẩy vào, siêu mượt. Accentum có một chất áp đặc trưng của Sennheiser, sắc nét, siêu nét, rõ ràng, chi tiết đến từng âm thanh của nhạc cụ. Ngoài ra có thể điều chỉnh âm thanh tùy theo sở thích của mình trong phần ứng dụng Smart Control có trong CH Play hoặc là App Store. Bạn có thể tận hưởng âm thanh một cách trọn vẹn với tính năng trong hồn chủ động, giúp tách biệt với các âm thanh môi trường ở bên ngoài. For the past 5 days, did you check on?